Hiện giờ quý vị là cũng đang rất là quan tâm sư Minh Tuệ đang ở đâu đúng không? Giờ tôi tiết lộ luôn nè, thông tin này chính xác nè, quý vị chờ nghe nha. Đây là em út của sư Minh Tuệ đã tiết lộ ra như thế nào nha cô chú anh chị. Nói chung biết suy luận biết hết á, gọi điện biết hết á, nhưng mà không muốn nói, nhưng mà giờ nó cũng nó tùm lum tà la trên mạng thì tôi cũng muốn nói một xíu đúng không? Ok không cả nhà? Giờ cả nhà nghe nha. Tiếp nha, cái này cũng quan trọng nữa nè. Em ý nói là, ý là thông báo là thầy người ta bảo vệ an toàn rồi chứ không không có gì lo lắng cả. Thầy bảo vệ an toàn rồi. Ok. Thì, tầm 10:30 hôm qua là mấy chú công an kêu ba mẹ có đi gặp thì để mấy chú chở đi luôn, nhưng mà ông bà lại không đi. Lúc đó thì em đang đi sửa xe, em đi mua sữa cho ông già rồi xe hư em sửa về là người ta đi hết rồi. Ok. Rồi nè, vậy thì anh cũng mừng đi, bởi vì anh cũng suy nghĩ được điều đó, bởi vì sư Minh Tuệ cũng phải cùng với hợp tác với phía chính quyền thôi, bởi vì nếu mà lỡ mà đi như vậy hoài đó, sư Minh Tuệ thì là một con người từ bi, mà nếu mà bây giờ cái đường giao thông mình nó bị ngăn cản đó em, nó bị lúc nào cũng gào trắng rồi, bây giờ xe, những cái xe cứu thương nè, gấp nè, không đi được chậm trễ nè, đúng không? Là cũng là cái mạng người gây ra mà. Còn chưa nói là học sinh, trẻ em rồi những người thân người ta là đang kẹt, ví dụ như là người ta chạy về nhà riết để người ta chở ba mẹ đi khám bệnh, đi khám tim, khám này khám tim, mà bây giờ con đường ngăn chặn với cái điều kiện sư Minh Tuệ đi như vậy, ta ngăn chặn lại thì cũng là chậm trễ một người, một số người nào đó rất là công chuyện quan trọng, cũng ảnh hưởng đến vấn đề sinh mạng. Thì Phương, anh biết rằng là bên phía cơ quan đó cũng là giải thích cho sư Minh Tuệ, và một cái sự từ bi như sư Minh Tuệ thì chắc chắn sẽ kết hợp. Nhưng quan trọng nữa là sư Minh Tuệ không muốn cái điều đó, bấy lâu nay sư Minh Tuệ lúc nào cũng kêu mọi người về, không muốn cái điều này xảy ra đó. Rồi đó là sư Minh Tuệ là kết hợp là như vậy là đúng. Với thêm nữa là không, bây giờ bên phía cơ quan là giải quyết luôn, những YouTuber không có nên chia sẻ, và nhất là cho dù có gặp sư Minh Tuệ đâu cũng không nên livestream trực tiếp được, hiểu không? Ví dụ livestream trực tiếp thì người ta dòm đến cái đó là quay về cái số cũ, mà không có YouTuber nào mà dám, mà có dù có quay đi nữa đó thì anh nghĩ là quay là ít nguội, nhưng mà không dám tuyên bố cái nơi đó ở chỗ nào đó, anh dám cam đoan. Thôi anh vậy, anh nghe nói vậy thì anh cũng mừng, nó nói gì cũng một phần là tâm lý anh thấy vui rồi, bởi vì là bên phía cơ quan cũng có kêu cha mẹ và em đến gặp cha mẹ không, ta chở đến khi mà làm giấy căn cước đó, thì anh thấy là một cái điều hợp tác với người ta quan tâm về sư Minh Tuệ là rất là tốt rồi. Anh thấy cái này là anh cần phải lên chia sẻ để cho cộng đồng mạng biết mà khỏi lo lắng. Thì anh qua cái chi tiết này thì anh vẫn chia sẻ, em nói lại được mà, bởi vì cái này là cái sự thật mà em nói cho cộng đồng mạng biết, người ta hiểu về chính quyền rất là tốt cho sư Minh Tuệ nè, không có sự công kích nè, em hiểu không? Cái nội dung này anh được quyền nói nha. Cái này là rất là tốt em, bởi vì tốt cho sư Minh Tuệ, tốt cho là Phật tử, và tốt cho mọi người luôn, tốt cho phía chính quyền nữa, và tốt cho gia đình mình. Cho nên là anh chia sẻ cái thông tin này của em nha. Ok. Dạ yeah, dạ yeah. Ok. Đó, dạ. Đó, vậy là quý vị đã biết là đang ở đâu rồi đúng không? Tôi nói rồi mà, chỉ cần suy luận xíu là nó ra thôi. Bởi vì ngày muốn về là về đâu, chỉ có mấy chỗ để về thôi, cả nhà hiểu không? Mấy chỗ để về thôi, thấy không? Thì cho nên là chúng ta chỉ cần suy luận, thông minh lên xíu là hiểu ra vấn đề liền. Thôi, thì cả nhà cũng biết gì rồi, cứ để cho sư nghỉ ngơi đi cả nhà. Còn những người nào đến mà cố tình mà quay này kia kia nọ, cả nhà cứ lên tiếng bảo vệ sư Minh Tuệ, đừng để những người đó đến đấy mà quay ha, cả nhà ha, bye bye cả nhà.